con tắm vòi sen. Tắm có vòi sen nữa, tắm vòi sen thấy mát hơn là tắm mình dội bằng cái ca nước khô. Chồng có con nè. Để em nói chuyện kìa. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay lại gia đình của bé Bảo Ấn cùng với lại vợ chồng của anh Ve ha. Hôm nay thì chị Tuyền cũng đi bán vé số, giờ này chưa có về. Bùi Hồ muốn quay trở lại thăm gia đình cũng như là sau khi mà cô bác anh chị xem kênh á, là chị Mai Trần ở Mỹ á, có hỗ trợ cho gia đình một cái bộ bàn để ăn cơm, và cũng quay trở lại thăm gia đình sau thời gian dọn dẹp ngôi nhà, có đóng những cái phần cửa nẻo còn thiếu sót, kính lại chưa, và cũng như là thăm các bé luôn. Mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Chào anh Ve. Chào Bảo Ấn, chào Vi ha. Chào anh Ve nha. Ngày hôm nay là anh tự hoàn thiện xong hết phần này luôn hả? Dạ, còn mấy cái này là... Cái này là của anh Hộp đúng không? Không, của người em ở xóm lỡ sửa cái này kia lặt vặt giùm em á, nó gỡ đây ra chút nữa lỡ lấy đem về. Dạ hả? Dạ. Cái phần này là anh tự tự dắt này là tự dừng luôn hả? Dạ. Có chừa cái cửa sổ chỗ đó kìa. Chỗ này rửa chén nhìn thoáng quá anh về. Dạ đúng rồi. Xả nước ra mạnh không? Mạnh chứ sạch nữa, sạch sẽ. Ừ. Cái là cái bồn nước này hôm trước là để ở bên kia. Rồi giờ qua anh đây. Dạ. Rồi làm một cái không gian rửa chén chỗ này. Hôm trước Bùi Hồ khi mà quay bàn giao á là cái phần này là nó trống trơn à. Thì anh tận dụng những cái phần tôn cũ còn lại á, thì anh sẽ dừng ở ngoài vách này để lấy ánh sáng, thì anh cũng khéo léo là khi vừa sử dụng một cái miếng lưới á, để lấy ánh sáng rồi lấy gió luôn. Chị đóng những cái cây đinh nhìn cũng ngăn nắp quá. Ở dưới đó là nước ở ở bồn xuống hay gì anh? Nước ở mình chạy nước à, nước lên, nước lên, cây chạy lên bồn, lên bồn đúng không? Lên bồn để xả xuống. Dạ. Này nhìn đẹp ha, này tự làm luôn hả anh Ve? Dạ. Giỏi quá vậy ta. Cái này là hôm trước anh Hợp anh làm anh tặng cho luôn cái phần này nè. Dạ. Chứ trong hợp đồng là không có phần này. Nhà vệ sinh nè, cô bác anh chị thấy sạch đẹp không? Đâu anh bật đèn lên chào vệ sinh đi. Nước ở trong cái bồn cầu á, dội nó mạnh không anh? Mạnh anh. Ấn nút, dạ. Ấn để cho mọi người xem, cô bác anh chị xem á. Ấn ra, khỏi dở ra được. Dạ. Nước dội mạnh. Đây hôm trước là tính sử dụng cái bồn cầu của 400 ngàn thôi, nhưng mà mấy cô á hỗ trợ cái bồn cầu này ấn nước tại các bé đi, khi mà không có dội nước sạch thì nó rất là dơ. Dạ. Dạ. Đây, nhìn ở trên nhìn đẹp đẽ quá ha. Nó đi điện đồ đầy đủ hết rồi. Dán gạch lên cũng cao, các bé tắm không có văng nước lên cái phần bơi ở trên. Ở đây là anh cũng đi một cái phần nước này để chảy vô trong cái bồn này chứa để xả nước để rửa chén đúng không? Dạ. Ủa? Chưa cúp nước à? Cúp dạ. Nước rồi, nhưng mà ở trong này là có nước chứa sẵn rồi đúng không? Dạ dạ. Hay ha. Nhà vậy là quá đẹp rồi. Thoải mái. Thoải mái. Dễ thương ha. Rồi xuống đi anh. Hôm trước là thông tin với cô bác của anh chị á, là chú Kevin Trần á dự định là hỗ trợ cái bếp ga. Nhưng mà chú Kevin Trần nói là hỗ trợ cái bếp ga cho gia đình, nhưng mà cái bếp ga này là nhà của anh chị có sẵn rồi, chỉ thiếu cái bàn thôi. Thì chú cũng có quỹ nữa, chứ trích quỹ để mua bếp ga, nhưng mà thông tin với chú là gia đình anh với chị cũng có cái bếp ga rồi. Bây giờ không biết thiếu nhà thiếu gì nữa. Ấn Vi ơi. Hai đứa. Lên. Cái phần như còn lại có gỡ lại cho chủ đất phần nào không? Dạ có hổm 1 triệu, bây giờ vợ nó gỡ thêm 4 triệu nữa là 5 triệu. Rồi còn trả tiền mượn hổm đi quan gian ấy thuốc cho nhỏ lớn này nè 700 nữa. Rồi với hổm gài sửa lặt vặt cái này kia, rồi mua đồ cũng vài trăm ngàn nữa. Dạ hả? Dạ. Còn nhiêu thì vợ cũng đang giữ mà cho để dành cho tới tháng thuốc men cho nhỏ lớn. Rồi anh chủ đất có nói gì không? Ảnh cũng giỡn, ảnh nói ai điện
rồi hai chồng em khổ thì khi nào có nhiều gỡ nhiều vậy cũng được rồi, cũng quý rồi. Vậy là anh nói cũng gỡ nhiều, có nhiều gỡ nhiều thì cũng quý rồi đúng không? Dạ. Yeah. Anh cũng đâu có đòi hỏi gì, tại vì biết mình cảnh mình cũng khổ. Dạ, yeah, anh cũng dễ. Rồi thấy vậy mình cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ừ. Hay Bảo Ấn với lại Vi nè, ngủ trong cái phòng ngủ êm không? Êm. Có còn bị lạnh cái lưng nữa không? Ngủ ở trên cái niệm mới, các bé có nói gì không anh? Thì bé mấy đứa, hai đứa trước khi vô ngủ nó chưa có chịu ngủ. Nhưng mà nó nhún nhảy, nó giỡn với nhau một hồi nó mới ra ngủ. À. Dạ. Cái tình trạng đi vệ sinh đâu có còn đi ké nữa, thành nữ thấy khỏe nhiều ha. Dạ đúng rồi, rất là mừng luôn rồi. Thấy mấy đứa nhỏ ban đêm hôm thì gần gũi đây, bước ra có vài bước là tới nhà vệ sinh rồi, không có cực khổ khổ sở như lúc trước. Thấy vậy là hai chồng em vui. Cảm thấy nó phấn khởi rồi, tinh thần mình nó thoải mái nữa. Chị đi bán giờ cũng đỡ lo lắng hơn lúc trước đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày bây giờ chị bán nhiêu tiền? Thì như tờ. Em cũng qua thì em cũng hỏi vợ, vợ cũng nói cũng lấy 200 mấy. Ủa mà sáng giờ anh đi làm gì mà em thấy là mồ hôi nhễ nhại hết vậy? Em tính đi sửa cái đường dây điện lại cho ông ba em chổng kìa. Dạ yeah, hả? Dạ yeah. Bảo Ấn ơi, con không giỡn này, nghe nè, nghe chú hỏi nè. Dạ. Dạ. Cảm xúc của con bây giờ sao? Con thấy vui. Vui rồi sao nữa? Con thấy vui vẻ. Vui như thế nào? Con thấy chị con chơi với con nhiều, con vui. Nhưng mà sao khi được xây nhà vệ sinh rồi có niệm mới vui nhiều không? Bảo Ấn nghe chú nói nè. Nói con cứ nói chuyện rồi. Con đừng có kéo dài cái giọng của con ra. Con cứ nói chuyện đàng hoàng để thôi, mai mốt lớn lên là con quen cái giọng như vậy luôn đó. Con hiểu không? Con nói chuyện như mà kéo dài cái giọng của con ra rồi con đứng lắc qua lắc lại là mấy cô mấy chú không có thương con nữa. Con hiểu không? Cái cảm xúc của con mà sau khi mà không còn đi nhà vệ sinh ké nhà của ông nội bà nội nữa thì như thế nào? Con vui. Dạ con tắm vòi sen. À, tắm có vòi sen nữa. Tắm vòi sen thấy mát hơn là tắm mình dội bằng cái ca nước khô. Cho Hùng cái coi. Để em nói chuyện kìa. Không cho Hùng tôi cũng không. Không cho Hùng tôi cũng không nữa. Mấy ngày nay bệnh tình đỡ hơn không? Dạ nó cũng bớt nhiều, nó nhá nhá không à. Chứ nó không có giật. Nhưng mà tối còn chóng mặt nữa không? Tối mấy ngày nay không có. Có ban ngày nó đang đi chơi vậy đó, nó chóng mặt, nó chạy riết về. Nó tìm người ôm nó. Dạ, sợ giật hả? À. Khi trước khi mà nó giật á là nó phải, nó biết. Nó chóng mặt là nó chạy đi kiếm người lớn. Ôm nó rồi. Nó trong đầu nó còn biết, nó kêu cái người nào ôm nó niệm Phật giùm nó. Dạ hả? À. Ôi trời. Rồi cái ôm nó niệm Phật dài 3 tiếng rồi nó hết. Dạ yeah. Còn... Rồi sao con kêu niệm Phật giùm là sao? Dạ niệm Phật giùm để Phật cứu con, biết cho Phật con đổ. Cho con hết bệnh. Để Phật cứu con cho con hết bệnh hả? Như Phật đỡ cho chị con mang yeah. Hết bệnh nhanh. Con cũng nghe nhà cứu Phật dạ yeah. Nhưng mà con kêu là con khi mà con bị là cái trong cơ thể con nó chuyển biến như thế nào? Dạ con biết. Con biết cái đầu của con nó là sao? Cái đầu của con giống như là bị ai xoay vòng tròn, con thấy cả thế giới xoay vòng tròn vậy. Vậy hả? Con thấy cả thế giới xoay vòng tròn luôn. Rồi lúc đó là con phải tìm người ôm con. Dạ. Bây giờ lúc đó mà con tìm không gặp người thì con xử lý như thế nào bà Thanh Phi? Dạ con tìm được người thì con ráng con gượng lên, con chắc trời lại con niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà con niệm Phật thì có hết không? Dạ có. Có hết hả? Dạ. À, ai chỉ con niệm Phật? Má, ba đó. Ba hả?
Ba chỉ niệm Phật hả? Dạ. Hồi bữa đó em còn nhớ mấy chú khóc luôn, giấc tối á. Trời ơi, có gì đâu luôn á. Thôi được rồi Ngọc nha. Con nhớ mấy chú khóc hả? Sao khóc? Nhớ mà đấy. Dạ nói đi con. Nhớ mà tới nỗi kêu chú Buồn Hồ, chú Nắm, rồi chú Út Đồng Tháp gì tùm lum. Giờ sao nói với chú nghe coi ứng. Dạ. Nhớ mà khóc luôn á. Hả? Dạ con khóc. Nhưng mà vì sao khóc? Mấy chú đồng hành với con nhiều. Hả? Mấy chú đồng hành với con nhiều. Đồng hành như thế nào? Quay con nhiều con quen với mấy chú. Quay con nhiều con quen, không phải quay con nhiều con mắc cỡ hả? Nhưng mà con mấy chú chị đâu có giúp được gì con đâu mà gọi là đồng hành con nhiều. Người ta quay nhà mình nghèo mình không mắc cỡ sao? Con không biết hả? Nhưng mà quay lên là thấy cái cảnh nghèo rồi mình ngại không? Ngại không? Dạ. Vì sao? Bạn biết nhà mình nghèo, bạn không chơi mình nữa thì sao? Bạn biết nhà con nghèo lâu lắm rồi. Vậy hả? Rồi biết bạn còn có vài bạn có đi học nghèo đủ thứ hết trơn. Vậy hả? Nhưng mà mình nghèo mình mắc cỡ không? Dạ. Ba mẹ mình nghèo quá. Ba không mắc cỡ. Vì sao? Nghèo thì nghèo thôi. Nhà con người mà mấy bạn có một bạn chơi. Có một người là bạn của ba con. Học chung lớp với con. Mấy ngày nay có leo dừa nữa không anh ra? Không, em ở nhà em làm cái này với sửa làm giặt ống nước. Chứ làm cái nền ở ngoài trước nữa. Cán hộ ngoài trước đó rồi em thấy đuối. Ngày nay em không có đi chèo. Đi sửa dây điện cho ông ba chống. Mà em nói thật luôn ha, anh Ve rất là chu đáo luôn, tỉ mỉ nữa. Cái nào mà chưa làm xong là anh làm cho xong hết cái đó. Ngôi nhà rất là sạch đẹp. Mặc dù là chị đi bán vé số nhưng mà cái công việc cơm nước rồi con cái tắm rửa rồi nấu ăn nấu uống rồi vệ sinh rồi dọn dẹp ngôi nhà rất là đẹp luôn, chứ không có bề bộn như người ta. Chứ nếu như mà không có người phụ nữ trong nhà mà người phụ nữ đi bán từ sáng đến chiều như vậy đó thì đối với những người khác là ngôi nhà cũng bề bộn lắm, nhưng mà riêng gia đình của anh Ve là gặp anh Ve là phải nói là thay vợ của mình là làm hết luôn. Dạ cảm ơn. Giờ nhà mình thì vợ cũng mắc công chuyện thì mình ở nhà mình cố gắng xây sở làm nhất vọng gì hết là ba con nấu, con không được tự tay con nấu cho ba con nấu luôn hả? Dạ con vô gạo mắt mà con lên luôn, không tin mấy chú hỏi ba con thật. Vậy là giỏi quá rồi, thầy phụ ba mình miết. Có gì vậy chứ con lát dạ lên nhà nội ăn cơm với thịt nướng. Con nói gì? Con nói gì? Mấy bữa trước là con gạo cho chị con nấu cơm. Vậy hả? Rồi bắt cơm chị biết bắt luôn hả? Dạ. Hai đứa cùng giỏi nha. Hai đứa cùng giỏi hả? Thôi bây giờ mình vô trong tí xíu đi. Vô cái giường tí xíu đi. Này gọn gàng đèn nắp hả? Có cái cây sắt này nữa hả? Dạ. Cái sao đồ nè? Tại em qua mua cây sắt này nữa nè. Trời, cái cây cũ á, nó sợ nó mục, nó gãy. Nhưng mấy nhỏ nó hay chạy vô đây nè, nó chui giỡn. Rồi cái niệm là chắc chồng lại vậy đó hả? Dạ. Trước là đặt ngang thấy nó ấy, bây giờ đặt vậy thì thấy ngủ vừa không anh? Được anh. Vậy hả? Dạ ngủ cũng thoải mái, cũng rộng mà. Xây như thế này thì côn trùng nó không có vô được nè. Mấy cái con côn trùng không có vô, nước nó không có văng lên được. Có cái giềng á, những cái giềng như vậy á. Em con không có văng lên. Cái niệm này nè, chính tay nó lựa chọn màu của con yêu thích luôn á. Nhìn đẹp ghê ha. Mấy đứa bé nó cũng khoái. Con nít mà nó vui là nó luôn khỏe mạnh nè.
Bà bán đi chơi ở ngoài đường á, dây lát là chút vô đây là lũi vô trong đây không? Không không chịu ra võng nằm nữa, vô đây nằm ngủ trưa cũng chạy vô đây. À thấy ấm cứu quá, mà hồi đó giờ toàn là ngủ cái niệm thấp không à. Bữa nay ngủ cái niệm này nó êm hơn. À, tối vô nó cũng giỡn vậy đó. À, à thôi thì bây giờ ra đây đi ha. Nay á thì để quay lại thăm cái ngôi nhà thì cô bác anh chị thấy ngỡ ngàng ha. Khi mà ngôi nhà của gia đình của anh Ve lại được gọn gàng sạch sẽ dưới chính cái đôi tay của người chồng của mình là anh Ve là chồng của chị Tiên. Và sau khi mà xem clip xong á, chị Mai Trần ở Mỹ á có nhận thấy là gia đình ăn cơm ở dưới đất á, thành nữ là chị có mua hỗ trợ một cái bàn. Đây đây là cái bàn inox, cái bàn với lại 6 cái ghế. Đây, cô bác của chị này là để cho gia đình ăn cơm ở trên cái nơi mà cao gáo hơn, tại vì ngồi ở dưới sợ mấy bé bị tê cái chân nữa cô bác của chị. Đó, bây giờ gỡ cái này ra tí xíu nha. Để con đứng ở đây để mở này ra ha. Được không, lấy cái dao ra. Không được, đây nè, có dán keo đây thôi chứ không gì. Đây. Cái này thì anh có thể anh gỡ ra hoặc là không gỡ cũng được. Bàn này là bàn inox thôi cô bác anh chị. Dạ. Yeah. Không gỡ ra cũng được. Đấy. Cái bàn này nó xếp gọn ăn con nói ra đi. 4 người ăn, gia đình thì có 4 người. À, tuy nhiên thì vừa hồi nói với anh là lấy 6 cái ghế tại vì có ông bà nội nữa. Ông bà nội có thể ra ngồi ăn chung cũng được. Thì cái bàn này với lại 6 cái ghế cũ á là 1 triệu đồng. Ờ sở dĩ bàn inox thì phải đi chung với lại ghế inox. Tuy nhiên cái ghế inox á, ở đây cái hình nó tròn mà nó ngồi nó rất là dễ trơn. Cẩn thận nha. Với lại nó không, sau này mình cái ghế mình lôi tới lôi lui hoài á, nó sẽ dễ bị sứt những cái mối hèn lắm. Nên là nữ mua cái ghế này cũng dễ nè, đúng không anh Ve? Dạ. Cái ghế này nó im hơn cái ghế inox đúng không? Cái này nó nhẹ, mấy đứa nhỏ nó dễ lấy, dễ cầm. À, còn ghế inox lôi tới lôi lui sợ gà nhập này kia. Nó dễ dập chân mấy đứa bé nè. Ừ. Cái này mình để ở trong cái góc ở nơi nào đó cái mình ăn cơm. Hoặc là để chỗ góc này nè, ăn cơm xong cái mình xếp lại. Yeah. Cái phần này là 1 triệu đồng thì anh Ve mua thì thay mặt cho chị Mai gửi cho anh 1 triệu để tí xíu nữa anh đưa cho cửa yeah. hàng với giùm em. Đây, đây phần của chị yeah. chị em, Mai. Chị Mai Trần ở Mỹ. Em cũng gửi lời cảm ơn chị Mai Trần nhiều, tại giờ vừa có nhà vệ sinh, bây giờ vừa có gạch lót nền, hôm nay thêm được bộ bàn ăn cơm nữa, thật sự là em rất là biết ơn, rất là mừng. Thôi còn ước muốn gì nữa không? Dạ không ạ. Vì là gia đình em cảm thấy nó đầy đủ rồi, thoải mái rồi. Cái phần dạ. nợ thì ai cũng nợ hết á, nên là nữ là cố gắng, bây giờ ổn định về chỗ ở rồi, an cư thì mới lập nghiệp được. Chỗ ở cũng đã ổn định rồi, thôi thì thành thử rồi, bây giờ cố gắng mình bán dư giả được nhiêu thì mình trả, còn mong sau trời Phật phù hộ cho mình á, sẽ luôn có gia đình của mình luôn có một cái sức khỏe dồi dào, hai bé nó luôn khỏe mạnh ha, để gia đình của mình luôn càng ngày là làm ăn càng ngày càng phát triển. Thôi ngày hôm nay thì đến đây, trước tiên là em thay mặt cho chị Mai Trần ở Mỹ để hỗ trợ cho gia đình mình bộ bàn ăn cơm cũng như thăm lại hoàn cảnh gia đình của mình, để cho gia đình của mình hiện nay đã hoàn thành những cái phần còn lại của ngôi nhà chưa. Bà đặt ngỡ ngàng khi mà thấy là anh đó, một mình anh với lại bà con hàng xóm thì cũng thương hỗ trợ cho anh làm cái hoàn thiện ngôi nhà. Với lại thay mặt cho quý mạnh thường quân cũng chúc gia đình của anh luôn có dồi dào sức khỏe, cố gắng vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Như thế này thì mình cũng đã được gọi là hạnh phúc, và có thể gọi là cũng hơn rất là nhiều người khi mà ở ngoài kia họ cũng còn rất là nhiều khó khăn. Dạ đúng rồi. Dạ thì anh có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân cũng như là chị Mai Trần ở Mỹ không? Thì em thay mặt vợ em có nhà nữa, em nói xin gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân và nhà các nhà hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ vợ chồng em trong suốt thời gian qua, em rất là biết ơn. Bảo anh có muốn nói gì không? Dạ em ơn. Em cảm ơn nhiều. Con chúc nhà Hạ Tâm luôn có nhiều sức khỏe. Tại con. Dạ. Con muốn nói gì không?
con không biết con nói gì hết trơn. Thôi thì chắc có lẽ là bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha. Dạ, cảm ơn nhiều.